cái đầu cầm nhang kìa ha. Nằm đây để em ra coi chú mèo coi sao. Chú mèo ăn chí thế luôn quý anh chị ơi. Bốn chú. Anh Châu ơi. Anh Châu anh ra anh coi cái bóng này là bóng của ai vậy? Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình và anh Châu đang đi vô cái ngôi nhà của ông lão bỏ hoang quý anh chị. Ngôi nhà này là lúc trước là nó có một cái câu chuyện là cũng như là chủ đất trước người ta mua cái cục đất này, người ta cất cái nhà lên quý anh chị. Thì trong thời gian mà người ta cất nhà, người ta có đào một cái ao để người ta nuôi cá tra và bắt cái cây cầu tiêu. Thì trong quá trình mà cũng như người nhà đi cầu cho cá ăn thì lâu năm thì người nhà không phát hiện cái mồ nó lồi ở ngay chỗ cầu tiêu quý anh chị. Thì những hồn ma trong cái mồ, trong cái hàng đó, khiến cho gia chủ cũng như là lục đục làm ăn cũng như là không phát tài. Thì gia chủ mới đi kiếm thầy coi cục đất coi có sạch hay không. Thì người thầy ổng xuống ổng coi cái khu vực đất này là ổng phát hiện ở dưới cái ao đó, có một cái hàng. Thì từ lúc đó ổng mới kêu chủ nhà dời cái cầu đi chỗ khác, cũng như là làm cái cầu cá chỗ khác quý anh chị. Thì hiện giờ ở đây nó cũng hơi đỡ, nhưng mà chủ đất hiện giờ bán cho người khác. Thì hiện giờ mình nghe nói là có đào lên làm cái gì đó, nhưng mà lòi cái hàng ra. Anh Sai Quốc ngưng không đào nữa quý anh chị. Thì hôm nay mình với anh Châu muốn vô cúng kiến ở chỗ ngôi mộ đó, cái mộ lạng đó quý anh chị. Và vô cái ngôi nhà quan có nhiều chú mèo để trải nghiệm. Bây giờ hai anh em mình đi ha anh Châu. Đi. Hôm nay có chuẩn bị cái giỏng quý anh chị. Giờ này anh em mình đi vô đây cũng khoảng cỡ 12 giờ phía hả anh? Điên này nè, điên này nè. Này đó đó. Đường đây cũng được. Đi lên, đi lên. Trời ơi, tự nhiên có chim tu hú kêu ta. Điên này nè, điên này, quăng này nè. Người ta... ổ tầm kém. Đúng rồi. Này, người ta đào nè. Người ta đào đây, người ta gặp cái hàng lúc này kia, thành ra người ta không đào nữa. Nhà này lúc trước có chú mèo quý anh chị mà bữa nay mình vô không biết còn hay không. Còn mở cửa vô. Còn rồi. Chú mèo còn không? Còn, đọc tành. Còn. Quá trời ta. Ồ, quá trời luôn. Còn nhớ đói hay sao? Bây giờ anh bày đồ anh cúng ở đây đi rồi sẵn mình cho chú mèo luôn. Ủa mèo quá trời thôi.
Để em lấy cái đồ cầm nhang ra ha. Ủa nhà bỏ quan mà sao mèo dữ vậy ta? Nè. Mèo này nhưng mà đói làm sao ta? Bây giờ mình cho chú mèo ăn luôn đi, cho bánh cho chú mèo ăn luôn đi. Mình đốt nhang cho ông bà ha. À, người mất thì hưởng nhang được rồi. Bởi vì mình thấy chú mèo đói quá nè. Ừ, ăn đi con. Rồi, ăn thấy mê không? Mẹ đói này. Đói quá trời đói rồi. Ôi ôi. Lúc trước em lại đây là ngồi trải nghiệm qua đêm là em thấy có chú mèo bự hơn nữa mà bữa nay hình như mất rồi. Thấy cưng quá ha anh. Đúng rồi. Mẹ nó đói. Đói quá. Hình như chủ không cho ăn hay sao. Hay là mèo đâu có lợi đây. Em nghe nói nhà này bỏ lâu rồi. Nhà này bỏ quan. Ừ, bỏ quan. Lâu lâu chủ nhà lại cũng như chăm sóc qua ba cái cây ăn trái thì ta bỏ. Ăn chỉ thế luôn ha. Mèo đói. Đói dữ lắm đói. Rồi, mình đi vô nhà coi. Thấy gì không? Để đồ. Để đồ không hả? Rồi nhà này bữa nay sửa soạn rồi lại hay sao? Chứa đồ nhiều quá ha. Rồi anh dặn cái giọng của anh đó nè. Từ đó nó đó, anh nằm trải nghiệm qua đêm nhà này anh dám không? Nãy giờ cảm thấy đâu có thấy gì đâu mà sợ. Tiền điện nha. Rồi. Nó có một cái cầu dao điện. Công việc của anh hàng ngày đi làm gì anh? Anh Châu làm hồ cu ly hay thợ? Cu ly lâu năm. Lâu năm rồi. Là làm được nhiêu năm rồi? Năm rồi. Nghe gì gạch gạch nói vậy ta? Cái gì vậy? Thêm bắt kè kêu nữa. Cẩn thận nha. Cao quá vậy. Nằm đây để em ra coi chú mèo coi sao. Chú mèo ăn chí thế luôn quý anh chị ơi. Bốn chú. Ừ.
Anh Châu ơi, anh Châu anh ra anh coi cái bóng này là bóng của ai kìa. Cái là ông già gì nha, phải ông già không? Dạ. Bóng ông già không có không làm gì về này phải không? Hả? Sao vậy? Anh đây có mất anh chồng, anh đây nó phải ông lão không ta? Nghe ông lão, giờ này thì ông đi đâu rồi trời? Ông ơi, ông ơi, ông đâu vậy? Kêu ông vô hưởng nghe đi. Qua hướng giang ơi, giờ này khuya rồi, giờ này có ông lão không chờ đi ngăn đi vậy? Ông ơi, tiếng gì vậy? Tiếng ai vậy? Gọt cửa ông lão nó muốn tiêu tao mất khỏi vô đây nè. Hồi nãy thấy ông lão đi ngang đây mà. Nhà này thì đã lâu có ai ở. Rồi anh em mình tới nhìn bên chút đi. Ở đây ngủ một đêm mà. Chơi với chú mèo một chút đi. Chú mèo đó con này. Có nhiều anh chị kêu em đến đây để quay khám phá và thăm mấy chú mèo. Mà chú mèo lớn thì hôm nay không thấy nữa quý anh chị. Rồi chỉ thấy mấy chú mèo con thôi. Nằm đi. Trước khi mình lên nằm là mình phải thử chứ. Có an toàn hay không? Rồi. Em giờ tự nhiên nổ cục, hồi nãy thấy ông lão em nổ cục à. Anh sao? Nổ da gà luôn à. Dạ. Nó sợ sợ hay sao? Cái nhà này bỏ lâu lắm rồi. Bỏ lâu rồi. Không có ai. Ừ. Chú mèo ngủ ở đây. Đêm đâu có ai dám ngủ không? Người ta lợi là chăm sóc qua kỹ nè. Chút ta về. Đồ đạc con nhóc mà. Đúng rồi. Đồ nhiều lắm. Cưng ấy anh chị. Tới bốn chú lần. Ồ, chú mèo. Bài dữ nha. Để ngày đang còn mấy chú ăn hết chứ. Nhà này lâu lắm. Ăn như mèo hổi. Bỏ ăn, bỏ. Dạ. Nói gì? Hình như có tiếng. Có mấy con mèo.
Giờ này mất cơm rồi. Tiếng gõ cửa, kêu cửa sao ấy. Nói giờ gà không trời. Tiếng động nhà khi lá tre chết lá ra gà nhà lạnh không. Tiếng động gì vậy? Dạ ra chân. Tiếng anh ho ngoài trời. Cá ở đâu? Nói lỡ giờ gà. Tối rồi hoa dòm đã thấy ai chưa thấy ai có câu có gì nè con cá gì cua cua cây quá. Còn nó không la, nó không gì. Có lưới dằn, lưới gì tự nhóc nè. Ai vậy? Ai vậy? Làm vậy động. Ai vậy? Hiệp ơi, của mình Hiệp ơi.
Hồi đó nghe nói nhà này có ông lão ở con vườn này. Giờ này thấy nó lỡn lỡn ốc sao trời. Mấy hồi đó nghe ngay gần cái xóm gần đây, bà con đây nói cái nhà này hồi đó bảo quan có ông lão sẵn sóc vườn. Rồi có tiếng động ấy mở cửa vào sao cô có ông lão hiệp bước của mình hay coi có ông lão hình như có người lớn tuổi không bóng như một ông lão vậy á luôn sợ quá. Tiếng ông lão gì tức đi như người tuổi dạ không đó mất tiêu mới thấy bóng hồi nãy thấy đâu bóng hồi nãy mới thấy đây cái lọt lên mất tiêu rồi. Bởi vậy ta nói ông lão ở đây ở ông mất lâu ông về quá ba mấy con mèo mèo đâu lơi ở đây trời nè ây da mèo ở đâu để ở đây dữ vậy 4-5 con nó từ từ nhà mới đang ở mèo quan ở cái dạng thấy ông lão thấy người khum thấy đi có đọt mất tiêu à hình như ông về nhà ông vậy. Người ta cái giỡn gà gà luôn sợ quá à, về nhà bá lâu đồ đạc bây giờ em thấy gì vậy mà lại thấy có bóng ông lão vậy hả ừ. Mà tôi nghe kể người dân ở đây ta nói nhà đó ông lão ở mà đúng rồi mà ông lão giờ mất rồi bán cho chủ khác qua chủ khác này bởi vậy nằm giọng ở đây nha tí cốc cốc ra ngoài thấy bóng ông già ở đây ông lão đây nó khó luôn kìa thấy không anh thấy không không em thấy anh thấy không chẳng lẽ qua mắt trời là... nó thấy không anh thấy không là... nó sao ổng cho là... tôi thấy quá đúng rồi trên cam ông cho anh thấy chứ em không thấy hả thấy bóng ông lão đó ban đầu em thấy nhưng mà giờ không thấy chắc là anh bị qua mắt nằm đây chút xíu bị qua mắt thì anh hạt với ông cho anh thấy thêm mấy mèo nè mèo cưng quá ở đây nằm đây hả ta nằm trải nghiệm nó đánh chút đi trời thấy mẹ dễ thương quá cái nhà này lúc trước á em có thử đắp cái góc bên đó đó là em thấy nguyên cái bóng kiểu khán giả cũng thấy nữa bóng ghê lắm vô tính bóp cổ em luôn á nhưng mà có chú mèo kia nó lớn nó ngủ trên bụng em như này như trên bụng anh vậy nè là nó cứu em bởi vì khán giả người ta kêu phải quay lại cái ngôi nhà có chú mèo thấy con mèo mấy cái mèo con bốn chú luôn mà thấy chú, cái mèo mẹ không mẹ chú bự chú kia bự bữa nay bị mất rồi
chú này màu vàng nè. Rồi em nằm đây trải nghiệm ha, em đi ra ngoài kia em ngồi nhà cái chú kế bên chơi, anh có đây có gì anh la lên. Rồi. Ừ. Anh ngủ trải nghiệm thử thách hay coi có xuất hiện không đúng là không. Rồi. Như người dân như này ta nói nhà này có ông già lão ở mà dân vọng tới giờ tới vọng tới mất tiêu đó. Xuống mấy con mèo con không có rèn ốc không gà luôn. Khôn chung mất tiền mẹ thương quá đây và hoa nhỏ mẹ chắc bỏ đói lộn chắc ăn gì. Ôm nhầm nhất là cho nó ăn này. Lão mà cởi cho ăn lại ở
mèo sáng. Thế gì trời? Tiếng động gì vậy? Này tối, tiếng động gì vậy? Tiếng động gì vậy? Lá giọt nát chân. Hồi nãy chỗ khác ngoài đợi. Nó thấy bóng ai lỗi. Chung nhục có bà rồi. Thằng mèo. Mẹ dễ thương. Thôi đó hết 2 cân, 3 cân. Mày khôn quá chung. Ngày cho nó uống. Kẹp. Bụng đói.
tiếng động gì à, dây chết gì con mèo vàng mà mèo còn hai con hai con dễ thương rồi, hai con kia không theo. Con này bự hơn, này con nhỏ. Đây con ba con. Con này bự hơn, con này lứa trước đó. Tiếng ai vậy? Ai ngoài cửa vậy? Tiếng người nào ở đây không không hết trời. Bắt mèo gì á. Quán coi. Trời, giờ này muốn giận ốc kìa. Thế ai đi không không trước ngoài cánh cửa hả? Nghiệp đi đâu lâu rồi chứ. Bà mình ngủ đây mình, nằm đây mình xạo nha. Mèo, chơi mèo chứ. Bóc ngoài đi. Con mèo kìa. Bóc ngoài đi. Khung khung như người già ấy. Ngồi trắng, trắng. Nắng lá gì cầm gậy à, lấy ông lão thế ở bắt mèo nắng cái giỡn gà gà trời sợ ý. Ai vậy này khi có nó thế mình bắt mèo chơi. Thứ bắt mèo vậy. Thế đứng không 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 cánh cửa. Mất tiêu rồi. Nói cái nhất tiếng nói giờ gà luôn. Chơi mèo nè bỏ lâu vô là thấy ở nhà gà luôn sợ gì á. Hà dám rồi
ngủ đây trời. Cái bóng mãi không 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 ông lão vậy. Người đó dài cánh cửa này chắc nhà này lâu ai dám vô đây, đây lên đi xuống cái bóng gì bóng ai bắt mèo chơi xích tôi bắt mèo đi ăn lại coi mình trái ai vậy coi cái làm gì chặt động gì ai đâu thấy ai đâu trời. Ai lạ micro đóng ngoài vào vào nhà nó vẫn thấy vậy. Mà nằm chút xíu nó động thấy bóng hồi nãy đứng trước cửa thế mình đi ra giờ không thấy là thấy mình bắt mèo chơi quá qua không coi mèo bò mèo mèo đó người ra cửa dọn thấy ai đâu đó chân rồi nó thấy ai đâu mèo nó còn đây nè chơi đây nè mèo mèo chơi mèo nằm nằm tiếng động nằm nằm tiếng động nó dở như gà cái vòng cửa ấy, thấy bóng gì ai mà ra nhìn thấy sợ nghe kể chuyện nhà này hồi đó không có ai không lão ở xong bỗng mất bỏ lại không mấy con mèo bự
thấy mèo con. Trời này mờ mọc nha giờ đêm. Rồi, giờ nó nghe tiếng cắt kè kêu nữa. Thấy không? Đó. À, nó kia động động. Sợ quá. Nó nhớ gà trời. Ấn kinh không? Tiết động gì ai dây dắt kìa. Cạo dắt kìa. Nghe cột 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 cột. Cái tiếng đi cái cặp dách sao hè nè. Chết sao hề gì. Nhìn nó thấy ai đâu. Bên hông này hai bên là dắt lá. Rất nát. Nằm nghe tiếng động. Thấy ai. Nhìn ra. Thấy. Mấy con mèo xem ngoài nhìn ngoài thấy ai đâu, thấy bóng hồi nãy đi ra vô đây trước cửa. Ai tiếng tạm thấy ai
Tiếng động như vậy giờ muốn thấy ai coi ra coi không thấy nhà này, bên dịch lan phá rạch nát chừng có mấy con mèo giờ nãy giờ kiếm thấy ai nghe tiếng động thấy ai đâu đây thấy ai đó trời tiếng động hoài luôn chút nó lên đi xuống nó gà luôn có bóng ai đi ngang trời có bóng ai ông lão về ông lão cho mình ngủ đi trời ông lão cho mình ngủ đi đi lên xuống hoài ông lão chắc cho mình ngủ đi quá ngủ chút xíu không làm cài mở cửa rồi. Ông lão gì vậy? Hẹp ơi, chị Hẹp ơi. Hẹp. Ông đi
tướng nào như ông lão vậy. Nãy mình đi ra cánh cửa nó cứ mở, ông lão bước vô sợ. Đi giờ này gỡ giờ gà không? Tướng ông đi à? Ông đi đâu vậy? Vô giường ổng rồi. Thôi nổi giờ gà không trời. Thằng Hiệp đâu mất tiêu rồi, kiếm Hiệp nãy giờ. Thấy tướng lão hồi nãy đi hồi nãy đang nằm nằm mở cửa. Dạ hả? Ở mở cửa tung quanh ra luôn, quảng hồn chạy ra. Thôi về nè. Vậy? Nãy kiếm anh nãy giờ nó kiếm, không thấy anh chạy đâu, anh đâu vậy? Anh ngồi nãy giờ nó ngồi đường, sau giờ nãy mình về. Hồn gỡ ngốc luôn.